Xin chào tất cả các bạn Hôm nay Nguyên sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà để chúng ta sử dụng được mic condenser trên đàn cọt PA5X Trước tiên các bạn cần làm đó chính là cắm cái micro condenser vào bên trong của cây đàn của mình Và các bạn lưu ý ha, micro condenser thì nó là cái dắt canh nông nha các bạn Đó các bạn lưu ý đây thứ nhất Rồi bước thứ hai các bạn cần làm đó chính là bấm vào cái nút setting góc bên phải đây Bấm vào setting Rồi tiếp đến các bạn chọn vào audio and video rồi ở audio on video này các bạn sẽ chọn cho mình là audio in. Và các bạn đánh dấu check lên vào cái 48V phantom. Rồi, sau khi các bạn đánh dấu check lên rồi thì các bạn sẽ bật on cái phần miếng ở bên cái phần main ở đây lên thì các bạn sẽ nghe được âm thanh của nó. Rồi và các bạn lưu ý một điều là khi các bạn cắm cái phần mà Uh, micro condenser đó hoặc là micro phantom đó mà các bạn không mở cái nguồn 48 v lên thì khi các bạn cắm vào đàn thì các bạn sẽ bị nghe tiếng noi tiếng xì thì những cái tiếng này không mong muốn ha rồi và hiện tại trên cái đàn khó b 5 x nguyên đang thâu âm cho các bạn đó chính là sử dụng mic condenser 48 v nha các bạn rồi các bạn nhớ lưu ý nha rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi có mọi vấn đề thắc mắc thì các bạn hãy liên hệ cho nguyên rồi xin chào và hẹn gặp lại